Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thuốc Hay. Như mọi người đã biết thì rang đậu đen và nấu hoặc hãm lấy nước uống là một trong những cách giải nhiệt nhanh, an toàn và mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là loại nước này rất được lòng các chị em vì công thức này giúp da sáng mịn, hạn chế sinh mụn rất hay. Mọi người cùng em làm nước đậu đen rang nha. Đậu đen em chuẩn bị 600g. Đậu đen nấu nước thì tốt nhất là mọi người chọn đậu đen xanh lòng nha. Đậu đen xanh lòng là khi tách ra bên trong có màu xanh. Còn nếu không có thì mình sử dụng đậu đen thường cũng được, không sao ha. Em chọn đậu đen chắc hạt, không sâu bệnh. Sau đó em rửa sạch cho hết bụi bẩn. Đồng thời là mình loại bỏ những hạt đậu bị hư nha mọi người. Sau khi rửa sạch đậu rồi thì em bắt chảo lên, cho đậu đen vào rang. Khi thấy đậu ráo nước rồi thì em chỉnh lửa nhỏ và đảo liên tục đến khi đậu dậy mùi thơm. Cái hạt đậu bắt đầu tách ra thì mình tắt bếp ha. Em chia phần đậu đã rang thành hai phần để thực hiện làm nước đậu đen rang theo hai cách khác nhau nha. Mọi người thích làm cách nào cũng được ạ. Cách 1 là em sẽ nấu với nước, cách 2 thì sẽ hãm với nước nóng nha. Em nấu 1 lít nước sôi để nấu nước đậu rang. Trong lúc chờ nước sôi thì em sẽ cho đậu vào bình thủy để hãm. Sau đó em cho vào 1 lít nước sôi. Rồi mình đậy nắp bình thủy lại và hãm đậu trong khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng nha. Nước trong nồi đã sôi rồi. Em sẽ cho một nửa phần đậu rang vào nước và đun cho đậu sôi khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì tắt bếp và cho thêm nửa muỗng cà phê muối nha. Rồi đậy nắp ủ thêm khoảng 15 phút nữa. Nước đậu đen uống nóng cũng được hoặc để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 24 giờ nha. Mọi người tránh sử dụng nước đậu đen để qua 24 giờ thì sẽ dễ gây tình trạng đau bụng khi uống.
Với những tác dụng đáng kể của nước đậu đen kể trên, các chị em muốn có làn da đẹp, vóc dáng thon gọn, đồng thời duy trì nhan sắc tươi trẻ thì nên uống nước đậu đen thường xuyên nha. Với người lớn thì ngày uống một ly là đủ, còn trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không nên cho các bé sử dụng nước đậu đen nha mọi người. Và mọi người lưu ý giúp em là không nên uống nước đậu đen sau khi ăn hải sản nha. Em chúc mọi người thành công với công thức mà em chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký để giúp em có thêm động lực nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.